Và bây giờ theo với tuyển lệ yêu cầu, Bích Chiết sẽ được mời lên sân khấu để ca sĩ cặp hơn. Công Thơ xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Công Thơ có mặt ở đây là bởi vì gặp gỡ với gia đình của một người bạn tên là Linh Trần. Gia đình của Linh Trần hôm nay đến đây cũng rất là đông, và đặc biệt là có vài chị ở Việt Nam qua đi du lịch mà qua tới tập Aitango luôn. Ở Việt Nam qua có mấy ngày mới về chứ. Thứ hai là mấy chị đã về lại Việt Nam rồi, cho nên hôm nay là lần đầu tiên ở Việt Nam qua đây là đến Aitango phải không chị? Lần đầu tiên đó. Đồ ăn ngon không? Yeah. Ăn no chưa? Yeah. Thôi bây giờ để nghe em hát đi rồi ăn tiếp cho nó no ha. À, để theo lời yêu cầu thì em sẽ hát một bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Ai Chung Tình. Ai Chung Tình Được Mãi. Bài này thì mình hát một nửa em Diệu, một nửa Dực Dân. Nhưng mà Dực Dân có ra nhảy không chị? Có thì lát giật ha, mới đầu em trước rồi Dực sau ha. Hãy subscribe.
nhiều khi muốn, ok. Có nhạc tưởng hồn nha. Để nghe cho rõ nha. Nhiều khi muốn hài bắt. Nhiều khi muốn một đêm đường xa cô đơn. Sợ cảm giác trong tâm mỗi ngày mỗi đêm. Thank you.
Hay không, hay không? Hay quá, hay luôn. Ghê không, ghê không? Anh nói
người em. Anh nghĩ gì khi anh nói chia sáng tác sĩ Lê Quang, bởi vì ông xã sáng tác và xã hát hát hay quá, đẹp quá đất. Và bây giờ đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.